đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được Bộ Chính trị tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh mong muốn và tin tưởng rằng đồng chí Võ Văn Thưởng sớm nắm bắt tình hình nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo để cùng với các đồng chí lãnh đạo ban, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin cậy phân công đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ý thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng, một vinh dự đặc biệt đòi hỏi sự nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ nỗ lực tối đa, không ngừng rèn luyện để nâng cao đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các chuyên gia cao cấp, chuyên viên, nhân viên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, cộng tác tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý chân tình để giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành tuyên giáo, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.